quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Đăng Nguyên từ hải ngoại chia sẻ đầy xúc động về danh hài Chí Tài, ai đọc cũng rơi nước mắt. Là người bạn thân của danh hài Chí Tài, ca sĩ Đăng Nguyên cũng có những lời chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Theo đó, Đăng Nguyên vô cùng đau xót, bàng hoàng trước thông tin đàn anh Chí Tài qua đời đột ngột tại chung cư mà anh đang sống. Đăng Nguyên nhận xét Chí Tài là một người hội tụ cả đức lẫn tài, anh xứng đáng được mọi người yêu thương và quý trọng. Nguyên văn chia sẻ của Đăng Nguyên trên trang cá nhân: mới hôm nào em vẫn còn bế anh ở trên tay kìa, nhưng nay thật không thể tin được anh đã về bên kia thế giới. Anh hội tụ hết tài đức và duyên dáng, mọi người sẽ rất nhớ thương anh. Xin được chia buồn cùng gia đình. Rip anh Chí Tài. Bài đăng của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả xúc động thương tiếc. Chỉ sau một thời gian ngắn đã thu hút hơn 17.000 lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ. Thậm chí nhiều khán giả còn tiết lộ đã không kìm được nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ của Đăng Nguyên và xem ảnh của cả hai. Là một trong những đàn em từng gắn bó với danh hài Chí Tài trên sân khấu hải ngoại, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên không giấu được sự đau buồn. Anh luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, anh dễ thương, hiền hòa, lành tính, anh đa tài, đàn hay, hát giỏi, tấu hài diễn xuất sáng tác. Cái gì anh cũng làm được và làm rất tốt. Nhưng cái em sẽ nhớ nhất về anh là dù trên sân khấu hay ngoài đời, bao giờ anh cũng sẵn sàng nâng đỡ người bên cạnh. Anh đi thanh thản nhé, tạm biệt anh, Chí Tài. Một người đàn em thân thiết khác của Chí Tài ở hải ngoại là ca sĩ Minh Tuyết, em gái Cẩm Ly nghẹn ngào. Cả ngày hôm nay em vẫn không tin đó là sự thật, anh đã bỏ tụi em ra đi. Còn ai hỏi xin em đĩa CD cho bé heo nghe nữa hả anh Tài? Xin giữ mãi những kỷ niệm thật đẹp cùng anh, một người anh đáng kính, đáng yêu, đáng mến. Anh yên nghỉ nhé. Tụi em thương và nhớ đến anh. Ca sĩ Cẩm Ly nghẹn ngào trên đường đón con đi học về thì 3 giờ 34 phút nghe tin anh bị đột quỵ bất tỉnh đang cấp cứu ở bệnh viện, đang hoang mang chưa kịp hỏi thăm sự tình thế nào. Vậy mà chỉ 4 phút sau đó có tin anh mất rồi, bàng hoàng bần thần, tim lên cơn làm mệt nhưng không thở nổi. Không thể tin đó là sự thật, sao mà đột ngột quá vậy anh ơi? Theo đó, như đã đưa tin, danh hài Chí Tài ra đi đột ngột tại chung cư anh đang sống sau một cơn đột quỵ. Được biết chuyện không may xảy ra lúc anh đang tập thể dục. Theo như những người bạn thân chia sẻ, thì Chí Tài có thói quen tập thể dục đi bộ từ tầng 1 đến tầng của chung cư mình đang sống để tập. Sau đó anh sẽ đi thang máy xuống lại căn hộ của mình. Người dân phát hiện nam danh hài nằm bất động tại thang bộ thoát hiểm ở tầng 7 chung cư. Ngay lập tức đưa anh vào bệnh viện và kỳ tích đã không xảy ra. Sự ra đi quá bất ngờ của Chí Tài khiến hàng loạt sao Việt khán giả bàng hoàng đau xót. Vợ anh đang bên Mỹ nên khó khăn trong việc về Việt Nam làm đám tang cho chồng. Cô ủy quyền lại cho Hoài Linh và Việt Hương lo hậu sự. Theo như nguyện vọng của gia đình Chí Tài thì thi thể anh sẽ được đông lạnh, hoàn thành xong thủ tục giấy tờ sẽ đưa sang Mỹ an táng.